Xiên lình là một hình thức của so mang giáo trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, tức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sử dụng lình là một cây sắc nhọn để đâm xuyên qua má mà không chảy một giọt máu nào. Một bà đồng thực hiện nghi thức xiên lình trong một đám rước thường niên của đạo mẫu ở Đà Nẵng năm 1973. Trong nghi thức này, thầy đồng dùng một cây sắc xuyên qua má rồi dùng răng cắn chặt. Một đầu thanh sắc sẽ do phụ đồng nâng giúp, đầu lình còn lại gắn ngọc hoặc quả cau non. Ngoài ra còn một kiểu xiên lình khác là cắm hai lình tiểu vào hai má rồi đâm vào trong miệng, treo ngược lên, dùng dây vải buộc cố định trên mũ xếp. Thầy đồng là người thực hiện hình thức này trong hầu đồng. Tuy nhiên, xiên lình bị một số người coi là một trong những hình thức mê tín, công cụ của những người hành nghề trục lợi và đều có sự dàn xếp trong mỗi buổi diễn. Đám rước với nghi thức xiên lình độc đáo thu hút sự theo dõi của rất nhiều cư dân Đà Nẵng. Một số hình ảnh khác về đám rước ở Đà Nẵng năm 1973.
Đây là một hình thức hầu đồng cổ, ngày nay đã không còn phổ biến.